L cổ của em rất là bé còn đó không? Bé đi ngủ rồi. Bé ơi, hẹn gặp lại. Quay kia lại, quay kia đi. Nó làm mất thương. Bây giờ mình sẽ xin... mà cái trắng màu xanh. Bây giờ mình sẽ mở cái màu xanh nha ba. Màu xanh nha. Giờ lên ngay cái gì? Khui trứng ra con phải mở ra cho các bạn coi trong đó có cái gì nha. Wow, một là khủng long. Hai con khủng long luôn rồi. Đây. Trứng màu gì? Trứng nó sẽ khổ người cô ra đó. Wow. Nhiều con rồng quá. Ba con rồng luôn. Bây giờ chị, bây giờ con sẽ mở trứng màu xanh. Trứng mắt cục. Mở. Quá. Có gì chẳng mà thế ra rồi qua một cái bây giờ mở tiếp theo một cục bạch.